Mến chào các bạn, mình là của nhà Mướt Một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì mình có dịp quay trở lại cái mỏng già 240 triệu ở cầu Mỹ Thuận để tiến hành thực hiện trang trí ở giai đoạn là hoàn thiện các bạn, cụ thể là cái công tác đóng trần. Và với cái mẫu nhà này, chi phí thì nó cũng vừa phải, do đó là mình quyết định lựa chọn các phương án là đóng trần ánh kim của Vĩnh Tường. Theo như nhà sản xuất Vĩnh Tường công bố thì trần ánh kim thì hiện nay thì nó rất là bền, đẹp, mát, và rất là nhiều những cái công nghệ mới ở bên trong đó, như là cái tấm nó rất là cứng và nó có một cái lớp cách diệt các bạn. Và đây cũng chính là một cái loại trần mới xuất hiện trong cái thời gian gần đây, và mình quyết định lựa chọn cái loại trần mới này để trang trí. Ngoài ra ưu điểm của trần ánh kim thì nó rất là bền, đẹp, tính thẩm mỹ nó cũng rất là cao, và kèm theo đó là với một cái chi phí vừa phải hợp túi tiền, dao động từ 120 cho đến là 140.000 một mét vuông. Kèm theo đó và với những cái mẫu nhà giá rẻ thì thực hiện cái phương án trang trí trần ánh kim để nó rất là phù hợp các bạn, thi công rất là nhanh, kèm theo đó là nó rất là nhẹ, giúp giảm cái tải trọng cho cái ngôi nhà của mình được nhiều hơn. Ngoài ra với cái diện tích của nhà này nó là 72 m² thì cái thời gian thi công của nó là trong vòng khoảng 4 tiếng là xong các bạn, có thể nói là rất là nhanh, và cái độ hoàn thiện và cái tính thẩm mỹ của nó cũng rất là cao. Cái điểm thú vị ở cái trần ánh kim này là nó cái phần cái cấu tạo của nó rất là đặc biệt các bạn, nó gồm có một cái lớp phản xạ nhiệt các bạn, giúp cho ngôi nhà của mình nó trở nên mát hơn. Và cái bề mặt của nó thì nó có cái ánh kim các bạn, khi mà chiếu cái ánh sáng vào thì nó sẽ phản xạ lại cái ánh sáng, chính vì vậy mà có cái tên gọi là trần ánh kim. Sau khi hoàn chỉnh xong cái nhà này với cái phương án là trang trí trần ánh kim thì mình cũng cảm thấy rất là ưng ý các bạn, vì cái độ hoàn thiện của nó rất là cao, và cái độ bền, độ đẹp và cái tính thẩm mỹ của nó. Ngoài ra cái giá thành nó cũng hợp lý, phù hợp với nhiều người, và nó rất là bền theo cái cảm nhận của mình. Ngoài ra thì nó thi công rất là nhanh. Như các bạn đang nhìn thấy là cái mẫu nhà này đã thực hiện xong cái công tác trần ánh kim. Với cái bản thân mình khi lựa chọn cái trang trí nhà với trần ánh kim thì sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Với mình là một người thiết kế và trang trí thì mình rất là ưng ý các bạn. Trần khung xương nổi có thể nói là nó rất là đa dạng phong phú, có thể cái tấm của nó là 60-60 này, nó có thể làm bằng nhựa các bạn, nhưng mà cái trần nhựa thì nó đã xuất hiện cái thời gian trước đó rồi, và cái phần trần ánh kim nó mới cái xuất hiện thời gian gần đây, và nó ẩn chứa bên trong đó rất là nhiều những cái công nghệ mới giúp cho ngôi nhà của mình nó trở nên mát mẻ hơn và tăng tính thẩm mỹ. Cái lợi thế tiếp theo nữa của trần khung xương nổi là mình rất là dễ thay thế cái tấm các bạn. Cái tấm này nếu như mà nó có bị cái vấn đề trở ngại hoặc là mình muốn thay thế thì nó cũng rất là thuận lợi, thì mình chỉ cần mua một cái tấm về là mình đặt lên đó là mình đã thay thế được cái tấm cũ. Cái điểm mà mọi người đang quan tâm là về cái phần cái giá của cái trần ánh kim này là bao nhiêu, thì hiện nay thì nó sẽ dao động từ 130 cho đến là 150.000 một mét vuông, tùy theo là mình sử dụng cái loại khung xương nào. Nhưng mà để mang cái tính thẩm mỹ và cái độ bền của cái trần ánh kim này thì mình cũng khuyên mọi người là nên sử dụng cái phần cái tấm và cái khung xương của Vĩnh Tường luôn. Nhưng với phương án nhà này với một cái chi phí nó eo hẹp thì mình sẽ lựa chọn cái phương án là cái tấm là của Vĩnh Tường, còn cái khung xương là của một cái đơn vị khác. Nhưng mà tổng thể của nó khi mà hoàn thành xong nó cũng rất là đẹp và rất là hài hòa. Hy vọng rằng với cái phương án trang trí của trần ánh kim là một cái loại trần mới xuất hiện thời gian gần đây, và mình trang trí gửi đến mọi người tham khảo, và mình cũng có kèm theo cái phần giá để giúp cho mọi người có được một cái sự hình dung được tốt hơn, và mình có một cái nhìn tổng quát hơn khi lựa chọn cái phương án trần ánh kim để trang trí ngôi nhà của mình. Và thời gian gần đây thì bên công ty Vĩnh Tường thì có quảng cáo rất là nhiều về trần ánh kim, và để xem coi là cái trần ánh kim này cái hiệu ứng của nó mang lại như thế nào, nó có đẹp như là cái nhà sản xuất người ta công bố hay không. Và bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi trang trí cái ngôi nhà này bằng trần khung xương nổi ánh kim nha các bạn. Với cái
trang trí trần ánh kim này thì với cái bản thân mình thì mình tin chắc rằng sẽ không làm cho mọi người thất vọng, và mình cũng khuyên mọi người nên trang trí cái ngôi nhà mình bằng trần ánh kim nếu cái kinh phí của mình eo hẹp. Nó mang lại một cái hiệu quả rất là cao về mặt chi phí cũng giống như là độ bền đẹp mà trần ánh kim mang lại. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm và những cái lợi thế mà trần khung xương nổi ánh kim của Vĩnh Tường mang lại. Và video của mình đến đây đã xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.